chúng tôi lao gian lao, gia đình vẫn bên nhau. Và gia đình là số một, và gia đình là số một, và gia đình là số một. Không chịu nổi. Alo, bà Thủy hả? Ơi, đi em. Đi. Cái gì vậy? Cái gì mà chặt lưỡi? Sao hồi xưa em nói anh đẹp trai ta? Em nói gì vậy? Anh giống Nhĩ đẹp trai mà. Hả? Đẹp trai mà. Bộ có hả ta? Nhìn kỹ là đi. Nè. Ờ đúng rồi, anh lòng tiếng chưa? Ủa? Ngủ chưa dậy luôn hả ba? Ừ, vậy sai quá. Đắp gì nó có lạnh không ba? Tên lãng mạn. Biết đọc chữ không? Lan băng. Ây, gặp lại. Nó dán mà. Nằm đây đến bao giờ về các cậu ơi? Chưa rút nè. Chưa rút nè. Chưa rút nè. Chịu không? 400 người nhưng mà hôm nay dòm qua dòm lại chỉ có hơn 20 mấy người. Tại sao? Tôi nghĩ rằng vì đường xá giao thông lúc này kẹt xe quá. Rồi mới đây có một số người gọi điện cho tôi nói rằng bị bận công việc. Một số là bị bệnh. Và một số nhà đang có tang và không thể đến chịu được. Do đó dù ít người nhưng tôi cũng xin cảm ơn tấm thành tình của quý vị để dành cho phòng khám đông y chúng tôi suốt 40 năm qua. Tình cảm dành những tình cảm lâu nàng để vòng cảm của tôi và con dấu tích. Thôi má lên chứ trời, bất tỉnh luôn rồi. Ba. Ông nội chạy máu luôn rồi. Cái gì? Kiếm tiền hả? Ngày mai chúng ta sẽ làm vệ sĩ cho ông nội. Đứng đây nè. Làm cho cháu. Làm cháu chỉ mặt ở đây nè. Ok, cứ chờ đi. Mấy hai chục. Bên vừa thôi. Được. Vô cái là. Rồi lại. Mấy ba qua lại. Lấy hình. Ảnh đang làm theo mày rồi nè. Mày qua đi. Mày đứng thử coi lấy được không? Ok rồi. Đâu, chờ nữa. Chờ nữa thôi. Cho tới tuổi này tôi vẫn còn hoạt động trong ngành y là hạnh phúc cho tôi và con cháu chúng tôi, gia đình chúng tôi nhiều lắm. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi. Thật có hiện cái âm chứng. Trung chứng. Chứng kìa. Bắt đầu. Quay. Hai lần mà. Ba. Hỏi em phải không? Rồi. Chắc tới sáng quá. Có xỉm xăm quê thôi. Rồi vô. Rồi buông sát vô, buông sát vô. Để làm lẽ. Mà sát nước quá. Ok, rồi. Có đi theo nội. Phải chạy. Dạ. Dứt. Bắt đầu. Quay. Sao mà quay quay vậy? Quay. Hoài là vô búa lại. Búa lại. Búa hai lần. Kéo hai lần là bị đánh. Được rồi. Chúng ta sẽ đến nhà bá Hậu Châu để khiêu chiến. Quang đảm. Gì vậy? Dạ.
Khoe cái gì? Để ăn sung tự nhiên khoe. Cái tên hầu kia. Anh đừng đâm em như vậy nhá. Ủa điểm gì? Nóng quá anh ơi. Rồi. Thôi này. Ủa điểm gì? Dạ. Con làm người hầu trong nhà này bao nhiêu năm rồi? Trong Dập vậy sao quay trời? Rồi nắng cuốn tôi chịu. Lòng cho tới lòng. Không sao. Bảy. Đúng. Để mua hết chưa rồi. Đón xem hậu trường vui nhộn của gia đình là số 1, phát sóng vào lúc 11 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube của chương trình.